Nha, chào mừng các chị mình đã đến với bài livestream của shop em chiều tối ngày hôm nay. Trong chiều tối ngày hôm nay có rất là nhiều mẫu đồng đẹp sale thì phải nói quá rẻ luôn. Nhưng mà chị ở trong live không áp dụng bên ngoài ha. Rồi đặc biệt dành cho những chị khách nào có chia sẻ bài livestream của em lên tường nhà mình vào nhóm và để với chế độ công khai. Tối ngày hôm nay đầm sale bất chấp luôn các chị ơi, nhanh tay đặt hàng càng sớm càng tốt. Bên em tư vấn em chờ hàng cho mình luôn nè. Mẫu đồng đầu tiên đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1138 và ngày hôm nay em sẽ sale cho mình luôn còn 99.000 đồng nha. Rồi 99.000 đồng luôn, sale liền trên live không áp dụng bên ngoài luôn. Cố gắng đặt hàng càng sớm càng tốt. Anh em tư vấn em chờ hàng chờ size cho các chị mình luôn. Để lại comment ngay cho em là mã hàng kèm số điện thoại nha. Rồi mã kèm giá kèm số điện thoại anh em tư vấn chờ hàng chờ size luôn các chị ơi. Mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA1138. Đầm em chốt cho các chị mình luôn là 99k nha các chị ơi, 99k nha. Mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA1138. Các chị mình ưng đầm này của em thì mình nhanh tay đặt hàng càng sớm càng tốt. Bên em tư vấn chưa hàng chưa sai cho mình luôn ha. Là 1138 kèm số điện thoại chốt liền trên livestream luôn, 99.000 đồng nha các chị ơi. 99.000 đồng mã sản phẩm 1138 nha. Chị khách nào thấy bài livestream này của em rồi thì mình chấm bài tương tác cho em cái ưng đầm nào đặt liền mẫu đầm đó liền, bên em tư vấn chưa hàng chưa sai cho các chị mình luôn. Đang mặc trên người 1138 cộng 1 cái XL cho mình luôn. Tổng khoảng từ 55 cho đến là 60 kg có đơn, chốt luôn 99.000 đồng nha các chị. Đầm này thiết kế là cổ vuông vừa phải nè, tay ngắn lê cánh tiên cho mình luôn, dáng đầm phơm xòe ha. Đầm này mang cho các chị mình là hai lớp kỹ lưỡng phối kèm thêm hai túi hai bên. Mã sản phẩm là 1138 nha. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm sớm giùm em nha. Em cho chị Trần Uyên nha. Rồi cảm ơn các chị mình khách chơi, khách mình đã chấm bài tương tác cho em nha. Chị nào mới vào bài livestream của em chấm bài tương tác cho em cái. Ưng đầm nào đặt hàng liền giùm em mẫu đầm đó để em tư vấn chờ hàng chờ size. Rồi 1138 chút sale luôn. 1138 chút sale cho mình luôn. Chờ chị Thạch Thảo lúc này, cảm ơn chị đã chia sẻ livestream của em nha. Rồi đang mặc trên người 1138 chút sale liền trên livestream cho mình luôn. Chị còn có giá tiền là 99.000 đồng nha các chị ơi, chia sẻ livestream ngay cho em nha các chị ơi, chia sẻ lên tường vào nhóm và để với chế độ công khai được chốt ngay giá giảm luôn. 1138 kèm số điện thoại ngay cho em với chị nè. Nền vải của nó sẽ là màu đen này kết hợp với lại những cái vệt màu lạ mắt cho mình ha. Rồi 99.000 đồng đầu like cho các chị yêu mình luôn, cố gắng đặt hàng sớm giùm em. 1138 kèm số điện thoại cho em ngay nha. 1138 kèm số điện thoại ngay cho em. Đang có cho mình size XL, tổng khoảng từ 55 cho đến 65kg, em có đơn hàng cho mình luôn ha. Giá rẻ bất chấp, chỉ chốt sale trên livestream không áp dụng bên ngoài. Và đặc biệt dành cho những chị khách nào có chia sẻ trên, các chị mình cố gắng là mình chia sẻ nhanh nhanh nha. Chào chị Minh Nguyễn luôn nè. Rồi coi chị nào đặt hàng cái mẫu đầm này nữa không? Đặt sớm nha. Đặt sớm đặt nhanh sẽ có đơn nha các chị ơi, cố gắng đặt hàng sớm cho em. Còn cho mình là size XL 99.000 đồng ha. Chỉ có 99.000 đồng một mẫu thôi, rẻ chưa các chị ơi? Ưng ý đầm nào đặt hàng sớm sớm giùm em mẫu đầm đó. Để em tư vấn em chờ hàng chờ size cho mình luôn, giá rẻ bất chấp chốt liền trên line không áp dụng bên ngoài ha. Rồi tiếp tục thêm sẽ có thêm cho mình cái mẫu đầm này nè các chị ơi, sale rẻ rề trên livestream cho mình luôn. Rồi em chờ các chị mình mới vô ha, lên cho mình một cái em đầm hoa nhí. Đầm 99k ngày hôm nay em có kha khá nha các chị, cho nên các chị mình cố gắng mình đặt hàng sớm sớm giùm em để bên em tư vấn em chờ hàng chờ size cho các chị mình luôn nha. Rồi mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA1196, đầm này sale nha, 179k, 179.000 đồng cái em đầm này. Mã sản phẩm là 1196 nha. Cổ tròn, tay ngắn ngắn nè, bo nhẹ phần eo, dáng đầm phơm xòe. Chị khách nào không coi từ đầu like tới cuối like với em á là mình tiếc lắm các chị. Đầm sale 99k em còn mà các chị mình không nhanh tay đặt hàng này, không nhanh tay chia sẻ livestream xíu nữa là hết hàng nha. Rồi em đang mặc trên người, em chào chị kẹo dâu luôn. Mẫu em đang mặc trên người chốt liền trên livestream cho mình luôn, còn 179.000 đồng. Em may cho mình hai lớp kèm hai túi khóa kéo nằm đằng sau ha. Mã sản phẩm là DA1196. Rồi mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm 1196. Chị khách nào chưa có đầm này thì mình đặt hàng sớm sớm giùm em nha. Là 1196 và kèm với số điện thoại em sẽ tư vấn chờ hàng chờ size cho các chị mình luôn. Ưng ý đầm này đặt hàng sớm sớm giùm em nha, là mã số sản phẩm nè. Và kèm với số điện thoại em sẽ chờ hàng và chờ size cho các chị mình luôn nha. Rồi 179.000 đồng luôn các chị ơi. Cổ tròn, tay ngắn ngắn, bo nhẹ phần eo, dáng đầm phơm xòe, hai lớp kèm hai túi nha. Trong live ngày hôm nay em có rất là nhiều mẫu đầm sale nha các chị, cho nên các chị mình nhanh chóng đặt hàng càng sớm càng tốt, em tư vấn chờ hàng chờ size cho mình luôn. Rồi 179.000 đồng. Em chờ chị Trúng rồi mình yên. Trời, gặp chị là em vui lắm. Đó, mới vào bài livestream thôi là mình đã chia sẻ livestream với em rồi, thực sự rất là vui luôn. Em đang mặc cái người là 1196, đầm này chốt sale luôn 179.000 đồng, hai nhí li ti ha. Rất là xinh cho mình luôn nè các chị ơi. Em may cho mình hai lớp
kèm hai túi hai bên, 179.000 đồng cho mình luôn, 4 size M là XL và 2XL. Rồi nặng 60kg, nặng 60kg mình mặc sẽ XL nha chị. Mã em đang mặc cái người 1196 nè. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm giùm em cầu cho mình là chụp cho mình xem. Chị Hường Nguyễn, sale 99k là không phải các bạn đâu đó chị ơi. Các bạn là chuyên viên chốt đơn cho mình. Các bạn sẽ không thể nào chụp cho chị xem mẫu nào 99k, mà bên em sẽ là sao ta? Phải nói sao ta? Nói chung là em không thể nào mà hả phải thiên vị ai hết chị. Bây giờ chị cứ coi livestream của em. Chị muốn đặt hàng thì chị coi livestream của em xuyên suốt bài livestream này để mình đặt hàng. Còn nếu như mà chị không coi livestream mà chị muốn đâu 99k, cái đó là gọi là mình không làm mà vẫn muốn có đó các chị, như vậy là không được nha. Rồi mình nhớ coi hết bài livestream này, có chia sẻ livestream em sẽ sale. Và sale hay không là thuộc quyền của em. Em có muốn sale cho mình hay không nữa kìa chị. Em coi cái mẫu nào được, còn một hai cái em lên em sale cho mình luôn. Đó, chứ các bạn là không có biết gì hết. Các bạn sẽ không biết ở đầm đó là bao nhiêu tiền. Có thể hôm nay sale 99k nhưng mà ngày mai nó sẽ là 200 mấy, 300. Có thể luôn có chị ơi. Cho nên các chị mình cố gắng mình đặt hàng sớm trong livestream cho em ha. Coi hết bài livestream đi, không có lâu đâu. Tầm tiếng đổ lại à. Em đang mặc cái người mã sản phẩm là 1196, 179.000 đồng. 179.000 đồng, chị khách nào chưa có cái mẫu đầm này đặt hàng sớm cho em luôn nha. Là mã kèm giá kèm với số điện thoại cho em. Để công bằng luôn á, thì tất cả các chị mình cứ việc coi livestream của em. Chị khách nào có chia sẻ like và mình đặt hàng sớm thì mình sẽ có đơn thôi. Giá tiền rất rẻ. Rồi em đang mặc cái người là 1196 nha. Chốt liền cho livestream cho mình luôn 179.000 đồng. 179.000 đồng ha, mã sản phẩm 1196. Các chị mình ưng ý đồng này của em thì mình đặt hàng sớm giùm em ta. 1196 kèm số điện thoại ngay cho em. Em cảm ơn chị chú nào mình yên đã chia sẻ và livestream cho em nha. Em cảm ơn các chị mình rất là nhiều ạ. Rồi 1196 là 179.000 đồng nha các chị ơi. Tiếp tục thay mẫu cho mình nữa đây. Mình ưng ý cái mẫu đầm nào thì mình cứ việc comment đặt hàng sớm ở trên livestream cho em, mã kèm giá kèm với số điện thoại cho em như vậy ok luôn ha. Rồi tiếp tục thì sẽ lên thêm cho mình một cái em đầm khác nữa nha các chị. Đầm này ngày hôm nay rất là nhiều luôn, quan trọng là mình đặt hàng sớm á đó. Rồi sale rẻ lắm, 100 mấy, 200 mấy là có đầm đẹp thôi, còn 99k đó là số lượng rất là ít luôn. Trong live này á thì em chỉ có tầm cho mình là 10 mẫu, tầm 10 mẫu 99k nha. Rồi cố gắng đặt hàng sớm giùm em. Bao nhiêu mẫu ta? Để coi lại. 7, 8, 9. Rồi tầm 9 mẫu 99k nha. Em đang mặc trên người mã sản phẩm là đây 1164. Mẫu em đang mặc trên người 1164. Đầm này em đang có cho mình là đủ size. Size M, size XL và 2XL. Đầm này sale rất rẻ nha các chị. 159.000 đồng. Hàng rẻ, đẹp và chất lượng nha các chị ơi. Chứ không phải là hàng rẻ là hàng bèo nhèo nha các chị. Nền vải của nó rất là mịn màng luôn. Chất liệu là vải này là vải lụa Nhật nha. Hàng lụa Nhật thì mình cứ hoàn toàn yên tâm. Vải mềm mại, mặc mát mẻ thoải mái. May cho mình hai lớp phối kèm hai túi khóa kéo nằm đằng sau lưng. Mã sản phẩm là DA 1164. Rồi bây giờ chị khách nào chưa có cái bộ đầm này của em thì mình để lại comment ngay cho em luôn. Là 1164 và kèm với số điện thoại sẽ tư vấn chừa hàng chừa size cho các chị mình luôn ha. Đang có cho các chị mình là full size, size M, size XL và 2XL. Từ 40kg cho đến 65kg là có đơn ha. Rồi chị khách nào từ 40 cho đến 65kg nhanh tay đặt hàng càng sớm càng tốt, bên em chừa hàng chừa size luôn. Chị Minh Nguyễn nè, 1164 ok, 159.000 đồng nha các chị. Đầm này 159.000 đồng, cổ tròn tay ngắn dán đầm phông xòe. Chất liệu vải này là vải lụa Nhật có co giãn nhẹ nhẹ cho mình luôn. Em may cho mình hai lớp, phối kèm thêm cho mình hai túi hai bên khóa kéo nằm đằng sau lưng. Em và chị Lê Hoàng nha. Rồi đầm này chốt cho mình luôn là 159.000 đồng nha các chị. 159.000 đồng, mã sản phẩm là 1164. 1164, chị khách nào chưa có đầm này nhanh tay đặt hàng sớm giùm em. 1164 kèm xuyên hạn sẽ tư vấn giờ hàng chờ sai luôn. Đó, giá rất là rẻ nha các chị ơi. Lên đơn càng sớm càng tốt, anh em tư vấn 159.000. Giá rất là rẻ luôn. Đầm này em bán giá cũ cho mình trên livestream đã là 240 rồi đúng không? Trong livestream ngày hôm nay chị khách nào đặt hàng và có chia sẻ livestream em sẽ chốt sale cho mình luôn. Chỉ còn có giá tiền là 159.000 đồng thôi. 159.000 đồng thôi nha. Nhanh tay đặt hàng sớm nha em luôn, hàng lụa Nhật nha các chị, 159.000 đồng. Vì thời lượng livestream của em buổi chiều này nó khá là ngắn á các chị. Nó có hạn cho nên là em sẽ thay qua hơi nhanh nha. Nếu như các chị mình mà không kịp nhớ mã số đó thì mình có thể là hỏi lại em lần nữa. Nếu như mà mình không kịp nhớ cái mã số, à em ơi cái mã số vừa qua cái mã gì cái thứ đó, à, em ơi em có đầm nào gì đó không thì ok, comment thoải mái ở trên livestream giùm em.
Mình cứ comment thoải mái trên live stream em sẽ tư vấn với mình ha. Rồi em ơi có đầm một màu không em? Có nha chị Mơ Nguyễn, đầm một màu có nha. Rồi em sẽ có ba kiểu như vậy. Một á là đầm một màu vàng nghệ và có chấm bi nhỏ nhỏ nhỏ. Đó, đây cái này là cái thứ nhất, vuông suông. Và em sẽ có cho mình đầm này, màu xanh đen. Đó, màu xanh đen. Hai mẫu này là cổ vuông và giá của nó sẽ là 219.000 đồng. Đây là hai mẫu một màu. Và còn một mẫu nữa, nhưng mà cái mẫu này thì không biết, mình có thể là mình sẽ thích, nhưng mà từ từ rồi mua cũng được. Đây là 1204 ha. Cái này là 350. Đó, 350. Hoa theo co giãn cho mình luôn, 70kg, 75kg mặc thoải mái. 70, 75kg đồ mặc thoải mái nha. Eo tối đa eo 90 mặc được. Đó, rồi đây là hàng mới về. À, thì là trơn cổ tròn. Đó, còn đây là hai cái cổ vuông. Chị thích cái nào thì chị cứ việc comment phía bên dưới, em sẽ mặc lên người giới thiệu cho mình luôn. Rồi tiếp tục em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1189. Cái đầm này thì rẻ 199.000. Cái đầm này thì rẻ 199.000 đồng. Em đã mở với các chị mình luôn là hàng em mặc lên livestream sao giao hàng cho mình y chang vậy, toàn là hàng ít nhăn với lại mặc vải của nó mịn, mặc mát thoải mái. Đầm này hàng vải lụa mango nha, có co giãn nhẹ nhẹ cho mình luôn. Em may cho mình là một lớp phối kèm hai túi hai bên ha. Đầm này em có hai màu nhưng mà mẫu đầm này còn đủ, còn cái mẫu này thì nó lẻ sai. Cái mẫu này nó lẻ sai, sau mẫu đầm này em sẽ mặc cái này lên cho mình coi, nó lẻ sai cái này. Rồi em đang mặc trên người là 1189 nha. Rồi 1189 là mẫu đang mặc trên người. Nền vải của nó là màu xanh lá đậm và kết hợp với lại họa tiết hoa hồng màu đỏ. Và màu đỏ này cũng là màu đỏ nhạt, cho nên khi các chị mình mặc lên người á, nó không có sợ là bị chói lóa hay là quá là lè lè. Đó, rất là đẹp luôn. Nền vải màu xanh lá đậm kết hợp với lại họa tiết hoa hồng, và hồng này là hồng màu đỏ nhạt. Đang mặc trên người 1189 nha, chốt 199.000 đồng. Rồi, nhanh tay đặt sớm giùm em chị Hồng Vũ, ok, 159.000 đồng cho chị Hồng Vũ. 1189 chốt 199.000, rất rẻ luôn đúng không nè. Đồng này chất liệu vải của nó vải lụa mango, em đứng xa xa cho mình xem một chút xíu nha. Em cao 1m65, đồng này nó sẽ xòe dài qua gối em 15 phân. Nó sẽ dài qua gối em 15 phân, 199.000 đồng, nó rất là đẹp luôn. Cái viền cổ này cũng là viền dày cho mình ha. Viền này nè, cái viền này nó dày, tay ngắn phồng phồng nè, rất là đẹp luôn. Phom nhấn đầm này phải nói rất là xinh rồi, dễ mặc cho mình luôn. Đầm này sale 199.000 đủ size nha các chị. Tiếp tục thì em sẽ còn một màu nữa, để em mặc thêm cho mình một màu nữa để các chị mình dễ dàng mình chọn. Nhưng mà màu kia thì nó lại gần hết các chị ơi. Đây, cái mẫu đầm màu này thì lại nó gần hết. Các chị mình có ơn thì mình cứ việc để lại comment sớm sớm trên like nha. Rồi, lụa mặc lên người rất thích, lụa mango mặc lên người rất thích. Và em cảm ơn chị chúng Đồng Bình Yên rất nhiều nha. Hàng vải lụa mango thì phải nói là siêu đẹp cho mình rồi. Hàng vải lụa mango mới vừa về hàng đó các chị, mặc lên rất là đã luôn. Các chị mình nhanh tay mình đặt hàng càng sớm càng tốt, bên em tư vấn cho mình luôn nha. Rồi tiếp tục em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1190. Đầm này em sẽ còn cho mình là 5 cái XL và 13 cái size 2XL cuối cùng thôi, tổng cộng em còn 18 cái. Đó, rất là đẹp luôn nha. Đầm này sale luôn, đầm giá là 199.000. Thì hồi nãy em đã mặc cho mình cái màu mà xanh đỏ rồi đúng không? Hoa hồng màu đỏ rồi. Đó, nhưng mà cái mẫu đầm này là bán cực kỳ chạy các chị ơi. Trong livestream á, những cái livestream trước đây em thấy các chị mình đặt hàng cái mẫu màu đỏ này rất nhiều. Nhưng mà đến khi kiểm tra số lượng ra thì cái mẫu đầm này chỉ còn cho mình XL và 2XL. Trong khi hai cái mẫu đầm này số lượng nó y chang nhau. Trong khi hai mẫu đầm này số lượng nó y chang nhau các chị. Đó, đó là một điều rất là bất ngờ luôn. Thường thường coi livestream các chị bình thường đặt cái mẫu này nhiều hơn. Vậy mà khi mà chốt ra xong xuôi hết trơn thì hiện tại cái mẫu đầm này nó đã hết size ML và chỉ còn cho mình là 5 cái size XL và 13 cái size 2XL, tổng cộng chỉ còn 18 cái thôi, từ 55 cho đến 65 ký có đơn. Đó, chị khách nào chưa có thì mình nhanh tay đặt sớm nha. Nhanh tay đặt hàng sớm sớm giùm em nha, mã kèm giá kèm số điện thoại cho em. Form rất là đẹp nha các chị. Cái mẫu răng này form rất là đẹp nha. Mẫu răng mặt cái người này các chị ơi, mã kèm giá kèm với số điện thoại. Rồi, mấy bé này lụa mặt rất đẹp. Em cảm ơn chị Lê Hoàng rất nhiều nha. Vải này lụa mango nè, có co giãn nhẹ nhẹ nè các chị ơi, vải mịn lắm, mặt mát mẻ thoải mái, may một lớp phối kèm hai túi hai bên. Mã sản phẩm là đa 1190 ha. Rồi chốt liền cho livestream 199.000 đồng, lẻ sai rồi các chị ơi. Chị khách nào chưa có thì mình nhanh tay đặt hàng sớm sớm giùm em nha.
1190 kèm số điện thoại ngay cho em luôn. Nhanh tay đặt hàng sớm giúp em, 99k là mẫu nào em? Đầu là em có lên một mẫu rồi chị ơi. Tại vì nãy giờ em mới like có 12 phút quá chị. Nãy giờ em mới like có 12 phút rồi cho nên em chưa lên được. Đây bây giờ cứ cách 20 phút em lên một lượt lần được không? Cách 20 phút em lên một mẫu cho mình nha. Tại vì đầm 99k đó là đầm hiếm lắm mới có, nhưng mà xíu này em có một cái mẫu đầm 99k nhưng mà em có tới 6-7 cái được, em xem cho mình. Tới khi đó thì mình sẽ đặt thoải mái nha. Đó thì em xin phép mình là tầm 10 phút nữa em sẽ lên ha. Rồi tôi mua hai váy hoa đẹp chị Hoa Bùi. Chị Hoa Bùi em cho em xin cái mã số đi. Cái mẫu đầm em đang mặc trên người á là 1190 đó, còn cái mẫu đầm này á là 1189. Mặt rất là đẹp luôn, hoa vàng đẹp hơn vì hồng hơi lợt một chút. Đúng rồi chị, em có giới thiệu rồi là cái nền vải của nó là màu xanh lá đậm ha. Còn hoa này là hoa hồng màu đỏ, và màu đỏ đây là màu đỏ nhạt cho mình luôn. Đó, rồi cái hoa hồng về thì xinh quá ha, khỏi phải cần phải bàn cãi rồi. Ở trên livestream sao thì ở bên ngoài nó y chang vậy á, nó không khác xíu nào hết trơn á. Đó, chứ không phải là ở trong live thì rộng đẹp quá em, sao ở bên ngoài nó nhạt nhạt. Không có ha. Rồi cứ coi trong live còn cái nào mà ví dụ như độ phân giải ánh sáng cái này ở bên ngoài nó đậm, cái xong ở trên live nó lại quá sáng thì em cũng sẽ báo cho mình để mình biết mình trường hao ra. Rồi nhanh tay đặt sớm giùm em nha. Chị khách nào mà mình chưa biết mã số, chưa cái biết cách đặt hàng thì mình cứ nhìn những chị khách khác đặt hàng rồi mình là hả comment theo. Hiện tại thì em mới có live có mười mấy phút thôi cho nên là em xin phép mình là tầm phút thứ 20 hoặc phút thứ 23 em sẽ mặc lên đầm 99k sale tiếp cho mình nha. Đó. Rồi xíu nữa tới phút 46, 47 thì em sẽ mặc lên tiếp làm 99k. Rồi bây giờ thì em sẽ thay tiếp cho mình mẫu khác. Ưng ý cái mẫu đầm nào đặt hàng sớm sớm giùm em nha. Đó là tùy theo đó chị ơi. Đợi em xíu nha. Đây em đang mặc trên người nè. Mã sản phẩm là DA1161. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA1161. Rất là đẹp. Đầm thì lại quá đẹp rồi. 189.000 đầm này em còn 6 cái M, 9 cái L, 4 cái XL và 5 cái size 2XL. Đầm này đẹp nha các chị, đầm này em mua rồi. Cái đợt em mua là 270 đó các chị. Và hiện tại thì đang được sale là còn có 189.000 đầm thôi. Rất là rẻ luôn. Cái hàng vải này là đẹp lắm nha các chị. Hàng vải này là hàng vải von tầm. Cái hàng vải này vải von tầm em rất là thích. Cái này là size M nha. Tại vì cái form size M này nó hơi bị rộng một chút xíu. Đây, đó rất là đẹp luôn ha. Eo này thì chắc em 70 trở xuống mặc ok thoải mái luôn á. Em đang mặc cái người mã sản phẩm là 1161 đồng này em sale cho mình luôn. 189.000 đồng, 189.000 đồng. Rồi trong tầm là khoảng từ 40kg cho đến 65kg là có đơn. Chị khách nào từ 40kg cho đến 65kg đặt hàng sớm sớm giùm em để em tư vấn em chờ hàng chờ size cho các chị mình luôn ha. Mã số sản phẩm và kèm với số điện thoại sẽ tư vấn chờ hàng chờ size cho các chị mình luôn. Ưng đầm nào đặt hàng sớm sớm giùm em. Cái đầm này nền vải của nó này có chơi. Đây, nó sẽ có những cái sợi vải chạy dọc đều ở trên nền vải ha. Đó, đây là hàng vải von tầm nha các chị. Sau này em có giới thiệu von tầm mà mình có ưng thì ok mình cứ đặt hàng nha. Vải von tầm thì được cái là nó hiếm, tại vì lâu lâu mới về được một đợt chứ không phải lúc nào cũng có cái vải này hết. Đầm may hai lớp cho mình kèm thêm hai túi khóa kéo nằm đằng sau lưng ha. Mã sản phẩm là DA1161. Đầm em đang mặc trên người 1161 trước luôn là 189.000 đồng. Chị khách nào chưa có cái mẫu đầm này của em thì mình để lại comment ngay cho em luôn. Là 1161 kèm với số điện thoại. Cái này hôm rồi chị mua mặc dễ chịu lắm em. Em cảm ơn chị Lê Hoài nhiều ha. Cái vải này cực đẹp luôn các chị ơi. Vải von mà, vải von nào thì nó cũng y chang vậy thôi. Nó cũng cùng là mềm, mặc mát, thoải mái và có độ xuyên thấu. Cái mẫu đầm này thì em sẽ mang cho mình hai lớp, mình không có sợ thấy sợ lộ gì cả. Mang kèm thêm cho mình hai túi hai bên và khóa kéo sẽ nằm đằng sau lưng ha. Rồi mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1161. Chị khách nào chưa có đầm này đặt hàng sớm sớm giùm em. Là 1161 và kèm với số điện thoại 189.000 đồng nha các chị ơi, rất là đẹp luôn ha. Rồi gộp đơn cho chị Hồng Vũ luôn. Nền vải của nó là màu tím than kết hợp với lại họa tiết hoa màu tím, hoa màu tím nhạt, tím đậm này trải đều trên nền vải luôn. Rất là đẹp nha các chị, mã sản phẩm 1161 ha. Rồi 189.000 nha các chị ơi. 189.000, chị khách nào chưa có đầm này đặt sớm hơn, sớm sớm giùm em. Là 1161 kèm số điện thoại. Rồi 1190 đẹp hơn em. Đặt hai cái thấy cái 1190 đẹp hơn á chị. Tại vì nhiều chị á em sợ các chị khách nên sợ lè lẹt á. Về cho mình màu hồng, màu đỏ mà đỏ nhạt á. Em thấy thường thường trên livestream với chị mình đặt cái mẫu 1189 này là quá nhiều. Trong khi kiểm tra ra thì cái số lượng của 1190 nó lại còn quá ít luôn. Chị lưu hàng 1161 ok, chốt đơn hàng cho chị nha. 189.000 đồng, đầm em mua rồi, mặc đẹp lắm đó chị. Vải nó đẹp ha, các chị mình thích thì mình cứ việc đặt hàng. Đó, không nhất thiết là phải nghe ừ em mua rồi cái mình mua.
đó. Hoặc là nếu như chị hiếu kỳ coi coi là ở cái mẫu đầm này đẹp hay không thì mình cứ đặt thử cái vải vân tầm coi coi nó ok hay không nha. Vải vân tầm thì khá là ok rồi, lâu lâu mới về được một lần chứ không phải là lúc nào cũng về cả. Tiếp tục nè, em đang mặc cái người này các chị ơi, mã sản phẩm là DA 1173. Rồi hồi nãy chị khách nam mà mình hỏi em là đầm một màu thì đây các chị ơi, đầm một màu cho mình đây. Cái vải này thì khá là đẹp ha, đầm này chất liệu vải của nó là vải cát hàng. Em may cho các chị mình đầm này thì một lớp thôi và kèm thêm hai túi, tại vì cái đầm này nó cũng khá là dày dặn cho nên là khi mà mình mặc lên người đó thì mình sẽ không có sợ bị thấy bị lộ gì cả. Đa phần những cái đầm mà hả mỏng mỏng thì em đều có may lót cho mình hết, nhưng mà mình vẫn có thể giặt tay giặt máy được luôn. Đang mặc trên người mã sản phẩm là DA1173 nha các chị. Mẫu em đang mặc trên người là 1173. Đầm này thì em đang có cho các chị mình là ba size cuối, size L, size XL và size 2XL, LXL và 2XL ha. Từ 50 cho đến là 65 kg có đơn. Nó rất là đẹp luôn. Đây rất là đẹp luôn. Đó. Thiết kế đầm này là cổ vuông nè, đây cổ vuông nè, có phối cho mình nguyên một hàng nút phía trước đó, nó sẽ không có sợ bị thấy bị lộ gì hết, tại vì đây chỉ là nút cách điệu cho mình thôi đó, tạo điểm nhấn ở trên vải thôi đó. Bo nhẹ phần eo, dáng đầm phom suông và chân váy hơi xòe nhẹ chữ A. Phần chân váy nó sẽ có xẻ tà nhẹ nha, em may cho mình kèm thêm hai túi nữa, màu rất đẹp luôn đó chị ơi. Thật sự cái vải này thì phải nói với mình nha, mình mua với giá tiền 219.000 đồng nó quá là rẻ, mình nên mua trải nghiệm thử nha, chứ các hàng này. Rồi đây cũng là lần cuối cùng em về mẫu này rồi các chị ơi, thực sự cái mẫu đầm này em đã về rất là nhiều lần rồi, về màu đen nè, màu đỏ đô nè, màu da, màu hồng phấn, rồi màu vàng nghệ em mới cầm cho mình xem đó, hoa nhí cũng có nữa, và có về thêm lại cho mình màu xanh đen, thì đây là đợt cuối em về màu này rồi. Chị khách nào chưa có thì mình nhanh tay đặt hàng sớm giùm em nha. 1173 sẽ sale liền trên livestream là 219.000 đồng, từ 50 cho đến 65 kg các chị mình sẽ có đơn hàng nha. Ưng ý là mày đặt sớm giùm em 1173 kèm số điện thoại nha các chị ơi. Rồi 1173 và kèm với số điện thoại sẽ tư vấn chiều hàng chiều size cổ vuông cho mình nè, tay ngắn hơi phồng, dáng đầm phơm xòe cho mình luôn. Em may cho các chị mình một lớp phối kèm thêm hai túi khóa kéo nằm đằng sau lưng, mã sản phẩm 1173 ha. Rồi đầm này ở những cái bài livestream cũ em chúc cho mình là 300, và ngày hôm nay chị khách nào đặt hàng trên livestream em sẽ đặc biệt sale giảm giá cho mình luôn, chị còn có giá tiền là 219.000 đồng. 219.000 đồng nha các chị, mã sản phẩm là 1173. Chị khách nào chưa có cái mẫu đầm này của em nhanh tay đặt hàng sớm sớm giùm em 1173 và kèm với số điện thoại sẽ tư vấn chừa hàng chừa size cho các chị mình luôn. Giá tiền rất là rẻ luôn, quan trọng là các chị mình đặt hàng sớm và nhớ là mình dồn đơn nha các chị. Nhớ dồn đơn, tại vì đặt hàng mà mình dồn đơn hàng cho em 599.000 đồng trở lên, mình sẽ vừa được miễn phí giao hàng toàn quốc, đồng thời được tặng kèm thêm quà tặng thắt lưng trị giá là 140.000 đồng nữa nha. Rồi cố gắng đặt sớm sớm giùm em 1173 kèm số điện thoại tư vấn chừa hàng chừa size luôn. Rồi 1173 kèm với số điện thoại cho em nha. Chị khách nào đặt hàng mà hai chiếc trở lên thì mình cứ việc comment cho em mã số kèm dồn đơn là được. Còn nếu như là đặt cái đầu tiên đó thì mình cho em xin mã số kèm số điện thoại nha. Cố gắng đặt hàng càng sớm càng tốt, bên em tư vấn em chờ hàng cho các chị mình luôn, mã kèm giá kèm số điện thoại như vậy là ok rồi ha. Tiếp tục thì em sẽ thay thêm cho mình một cái em đầm khác nữa nha các chị. Cái đầm này đầm này nè các chị ơi, đầm này em có hai màu, thật sự mà nó ở trên livestream á có quá trời chị đặt cái màu kia luôn, nhưng mà kiểm ra thì hai đầm nhân canh lúc sáng mặc còn không chị, là sao chị Nguyễn Thanh Hòa em không hiểu, mà nó canh mặc thì dĩ nhiên là còn rồi chị. Là sao chị ơi, chị đặt lúc sáng thì đơn lúc sáng là đi rồi nha đó. Rồi em đang mặc cái người 1167. Cái đầm này nè các chị ơi, nó có hai màu thì các chị mình cũng đã biết rồi đúng không? Đây hai màu. Đó, thì tùy theo các chị nha. Mình thích màu nào thì mình cứ việc đặt hàng hai mẫu đầm màu này nè các chị ơi. Cái mẫu em đang mặc trên người còn có 3 size à, size M, size XL với size 2X nè. Còn cái em đang mặc trên người, ủa đang cầm lên tay là 1168 nè, còn đủ size. Hai cái đầm này cũng vậy các chị ơi, trong bình thường ở trong livestream các chị mình đặt cái mẫu này rất là nhiều, nhưng mà kiểm tra ra thì cái bộ đồng này nó lại hết trước, nó lại lẻ sai trước các chị, còn ít xịu luôn đó. Rồi chị khách nào đã nhận được hai cái mẫu đầm này rồi đâu, vải cực kỳ đẹp cho mình luôn ha. Cái em đang mặc cái người 1167, nền vải của nó là màu đen kết hợp với lại họa tiết hoa là màu tím tím nè đó. Rồi còn cái em đang cầm lên tay này vải là màu xanh đậm kết hợp với lại họa tiết hoa,
hoa màu vàng vàng nhạt nè, rồi màu tím nhạt cho mình luôn. Đồng giá cho mình luôn là 199.000 đồng, chất liệu vải lụa Nhật nha. Hàng lụa Nhật thì mặt vải của nó mịn nè, mềm mại, mặt mát mẻ thoải mái, khác cái màu nền nha các chị. Chị nó thích nền đen thì mình đặt cho em là 1167, eo tối đa là eo 8890, mặc ok thoải mái luôn. Còn chị nào thích nền vải màu xanh lá đậm thì mình đặt cho em là 1168 nha. Đồng giá tiền cho mình là 199.000 đồng. Cái em đang mặc trên người 1167 còn 3 size, size M, size XL và size 2XL, tầm khoảng từ 40kg đến 65kg có đơn, trừ size L ra giùm em. Còn cái em đang cầm lên tay là đủ size từ 40 đến 65kg có đơn, ha, M, XL và 2XL luôn. Đồng giá cho mình luôn là 199.000 đồng. Vậy mà khi kiểm tra ra cái này lại hết trước đó chị. Cái này nè, ở trong livestream rất là nhiều chị đặt hàng luôn, em thấy vậy á. Mà kiểm tra ra thì cái em đang mặc trên người nó lại hết trước đó chị ơi. Đó, không biết cái chị mình đặt ở trang nào hay là sao nữa. Nó hết nhanh lắm luôn. Rồi cố gắng đặt sớm sớm giùm em nha. Có 199.000 đồng thôi, hàng lụa Nhật ha. Mặt vải của nó mịn nè, hàng lụa bên em thì yên tâm rồi, mình mặc rất là yên tâm luôn. Cái mặt vải của nó mịn nè, mặt mát nè, em may một lớp mặc rất là thích luôn đó các chị. Đầm này chỉ có 199.000 đồng thôi. Em cao 1m65, đầm này nó sẽ xòe dài phủ gối của em nha. Đầm này xòe dài phủ gối, mã sản phẩm 1167 đang mặc trên người nền đen. Còn 1168 em đang cầm lên tay nền vải là màu xanh lá đậm nha. Hai mẫu hai màu nha các chị ơi, nó không có giống nhau lắm nha. Chị nào chưa có đầm nào đặt hàng sớm, đây cái hoa thì giống nhau lắm luôn, nhưng mà cái nền nè với lại cái màu của nó nè có một chút khác biệt nhỏ nha. Cố gắng đặt hàng sớm sớm giùm em, 199.000 đồng cho mình thôi. 199.000 đồng, chị khách nào chưa có bộ đầm nào đặt hàng sớm sớm giùm em nha. Rồi 25 phút trôi qua rồi đúng không? Bây giờ em sẽ lên đầm sale 99k cho các chị mình đây. Đó, giờ phút quan trọng đã đến. Chị khách nào chưa có mẫu đầm nào nhanh tay đặt hàng sớm nha. Và đừng quên chia sẻ livestream khi mà mình đặt hàng trong livestream nha các chị. Em đang mặc trên người mã sản phẩm 1167 nè. Đầm này thì em sẽ có cho mình là size M, size XL và size 2XL, tầm khoảng từ 40kg cho đến 65kg là có đơn ha. Rồi thích đầm này thì mình để lại comment sớm sớm cho em 1167 kèm số điện thoại luôn. Cỡ tròn như mình nè, tay ngắn nè, bao nhẹ phần eo có co giãn nhẹ nhẹ cho mình luôn, 1167 nha các chị ơi. Ưng đầm này đặt hàng sớm sớm giùm em là 1167 kèm số điện thoại, sẽ tư vấn em chừa hay chừa sai cho các chị mình luôn ha. Giá rẻ bất chấp, em chỉ chốt ở trên like thôi. Em chỉ chốt ở trên live thôi nha các chị, không áp dụng bên ngoài. Cho nên các chị mình có muốn đặt hàng thì mình đặt nhanh lên, đặt nhanh ở trong live stream của em để em tư vấn em chờ hàng cho các chị mình luôn ha. Rồi tiếp tục thì em sẽ thay thêm cho mình một cái em đầm khác nữa nha các chị. Ok, em đầm này thì còn tới mấy cái lận các chị ơi. Rồi chuẩn bị đặt hàng nha, tại vì chị nào cũng có từ 40 đến 65kg có đơn. Cứ đặt đi các chị ơi, chị nào cũng có hết á. Rồi 1141 ha, cho mình cái mã luôn, 1141. Chị khách nào chia sẻ mới chốt, không chia sẻ các bạn tự động không chốt nha. Em đang mặc trên người là 1141 nè. Đầm này em còn cho mình là 7 cái lận. 7 cái lận không phải là 1 cái 2 cái đâu nha, 7 cái. Size M còn 1 cái, size L còn 2 cái, XL 2 và 2XL cũng là 2 luôn. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1141. Chị khách nào chưa có đầm này nhanh tay đặt hàng sớm sớm cho em. 1141 kèm số điện thoại. Ôi, đầm này 9 cái nha. Đầm này 9 cái, em xin lỗi, đầm này còn 9 cái. Đây, này nhập vô cho mình ha. Rồi, chị khách nào chưa có đầm này đặt hàng sớm giùm em luôn. Rồi, đầm này còn 9 cái cuối cùng nha các chị ơi. 1 cái M, 2 cái L, 4 cái XL và 2 cái size 2XL. Chia sẻ livestream ngay các chị yêu nha. Em tư vấn chốt đơn hàng cho mình luôn, trong livestream này em siêu rẻ luôn. Mình comment cho em 1141 kèm số điện thoại, kèm giá tiền luôn, 99.000. Rồi, cố gắng đặt sớm từ 40kg cho đến 65kg có đơn. Chất liệu là vải von nha các chị ơi. Đầm mềm mại, mặc êm ái thoải mái. May cho mình kỳ lưỡng là 2 lớp phối kèm thêm 2 túi khóa kéo nằm đằng sau lưng cho mình luôn ha. Còn tới tận 9 cái mà các chị mình được chút sale là 99.000 đồng thì rẻ còn gì bằng nữa các chị nè. Cố gắng mình đặt hàng càng sớm càng tốt, anh em tư vấn cho hàng dần sai cho các chị mình luôn. Nên vải của nó là màu đen kết hợp với lại lá màu vàng vàng như mình ha, xinh thật là xinh các chị ơi, đẹp quá trời đẹp nè. Cố gắng đặt hàng sớm giùm em, kèm thêm cho em cái giá tiền nữa nha các chị ơi. 1141 kèm số điện thoại, kèm nếu như chị khách nào đã quen rồi cho em xin cái mã số và kèm thêm cái xin cái số size và kèm thêm giá tiền luôn, 99.000. Thật sự thì em còn tới 9 cái lận, hồi nãy chị khách nào mà mình cứ hỏi em hối em ơi lên làm 99k em ơi này kia kia nọ. Em nói thiệt, chị khách nào mà em đã để cái caption ngày hôm nay em xả 99k
dĩ nhiên trong livestream của em sẽ có rầm 99k cho mình. Đó, thì tầm khoảng là phút thứ 20 mấy, bốn mấy gì đó em sẽ lên cho mình, tùy theo em lên cho mình một số đầm cho đã, xong rồi em sẽ lên cho mình đầm 99k, cứ yên tâm thoải mái. Đó, lên đơn càng sớm càng tốt, em trừ hàng nha. Rồi, mã số 1141 kèm số điện thoại nghe cho em. Ủa sao hết xe M, còn xe M mà. Cái đứa này 1141 còn xe M, nói với các bạn em nói là còn xe M nha chị. Còn một cái M, hai cái L, 4 cái XL, 2 cái size XL, 99k, đặt hàng sớm, dồn đơn cho em, chia sẻ livestream cho em được là được. Cố gắng đặt sớm giùm em nha, 99k, 9 cái lận, cứ đặt hàng thoải mái các chị ơi. Đầm này vải von cho mình nha, hai lớp kèm hai túi khóa kéo nằm đằng sau lưng nha các chị. Hai lớp, hai túi khóa kéo nằm đằng sau lưng, chất liệu vải von nha, vải mềm mại mặc êm ái thoải mái. Thì các chị mình đặt hàng bên livestream của em thì mình đã biết rồi, đầm ở trên livestream em mặc sao, ở bên ngoài mình nhận được hàng nó y chang vậy nha. Rồi 99k đặt sớm giùm em. Còn một cái M, hai cái L, bốn cái XL, hai cái size 2XL. Đó. Rồi chốt luôn 99.000 đồng, chị cần comment cho em mã số 1141 kèm số điện thoại kèm 99k, rất là rẻ ha. Nền vải màu đen kết hợp với lại họa tiết lá màu vàng vàng cho mình nè. Chất liệu vải von ha, vải mềm mại mặt mát mẻ thoải mái cho mình luôn. 99k thì em sẽ không đọc tên, các chị mình cứ đặt hàng thoải mái đi các chị ơi. Chị khách nào đặt hàng sớm có chia sẻ like thì mình sẽ được chút sale thôi. Đó, nhiều khi đọc tên cái chuyện lại nói ủa em đọc tên chị sao chị không được lên đơn như vậy. Rồi có sai nha chị, các bạn hồi nãy bạn nào mà mình bạn nào mà báo mình ở size M hết rồi thì mình nói với các bạn là em nói là có size M đủ sai. M một cái, L hai cái, XL bốn cái, 2XL hai cái. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm nha, mã kèm giá kèm với số điện thoại nha, mã kèm giá kèm với số điện thoại nha. Tôi chỉ mua hai váy hoa đỏ nền xanh, một váy màu tím, tôi không biết chụp. Hoa đỏ nền xanh và một váy màu tím, có phải váy này không chị ơi? Chị comment giúp em phải cái này không chị? Cái này là DA1189. Đây là 1189 chị Hoa Bùi nha. Rồi cái màu tím phải cái này không chị ơi? Màu tím này là 1161. Màu tím này là 1161. 189.000. Rất là rẻ, hai cái đầm này dưới 200 hết. Đó, hoặc là cái này chị, phải cái tím này không? Nếu như tím này thì mình comment cho em. Đây là hồng tím 1164. Đó, thì mình phải có cái mã số. Chị mình chỉ comment cho em cái mã số với cái số điện thoại như vậy là được. Không cần phải chụp trẹt cái gì hết chị ơi. Cũng không cần là phải comment dài dòng văn tự. Đó, đây là 1189 nền xanh hoa đỏ 1189. Đây là 1161. Đây là 1164. Còn thích cái tím này nữa 1162. Đó. Rồi. Hoặc là cái bông tím này, hoặc là bông tím này 1167. Đó, ok chưa chị ơi? Rồi. Đúng không chị? Rồi, nhanh tay đặt hàng sớm giùm em nha, mã kèm giá kèm số điện thoại. Hoa bên em nhiều lắm. Chị comment ù cho chị hai cái váy hoa. Cho nên là em bó tay. Những cái em mặc qua thì em đã cho mình coi rồi đó. Chị coi coi có cái mẫu đầm nào, cái mã số nào thì chị comment liền để bên em tư vấn nha. Rồi em đang mặc trên người 1141, chốt 99.000 đồng. Rồi có chị nào được chốt chưa? Có chị nào được chốt chưa? 9 cái lận nha. Rồi xem M đã hết nè. Rồi hiện tại em còn 6 cái. Xe L còn 1, XL còn 4, 2XL còn 1, còn 6 cái. Hồi nãy còn 9 cái, giờ còn 6 cái là đã có 3 chị được chốt rồi. 3 chị nào được chốt rồi đâu? Em đang mặc tiếng người nè, mã sản phẩm 1141, 99.000, 99.000, rất rẻ, 99.000 đồng, rất là rẻ. Rồi, từ 50 đến 65 ký có đơn hết size M. Hiện tại, từ 9 cái đã giảm còn 6 cái. Các bạn đã chốt được 3 cái rồi đó các chị ơi, cố gắng lại sớm giùm em nha. Rồi, rồi còn 5 cái, 4 cái XL và 1 cái size 2XL, còn 5 cái, 4 cái XL và 1 cái size XL, 55 cho đến 65 kg có đơn ha, 99.000 đồng cho mình luôn. Rồi bây giờ sẽ xây thay ra. Chút nữa nếu như mà các bạn chốt cho mình coi còn sót cái nào không, cứ lai em mặc nữa, mặc để xả hết cho mình. Mất công phải mặc tới mặc lui trong nhiều cái livestream. Đó. Rồi size L hết rồi chị Hương Nguyễn ơi, còn XL chị lấy XL giùm em đi chị Hương Nguyễn. Em mới báo lại cho mình rồi đó, XL các bạn chốt mục tiêu rồi. Tiếp tục thêm sẽ thay thêm cho mình một cái em đầm khác nữa ha. Chị nào chưa có cái mẫu đầm nào đặt hàng sớm sớm giùm em mã kèm giá kèm số điện thoại bên em tư vấn chưa thầy chị sai. Đó, rồi. Nhanh tay đặt hàng sớm giùm em nha, mã kèm giá kèm số điện thoại bên em tư vấn chưa thầy chị sai.
Em đợi cuối like coi coi 1141 á còn không, kèm thêm cho em 99k nữa chứ, 99k. Rồi tiếp tục, em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1159, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1159 ha. Rồi đầm này em sẽ còn cái mà là 4 size M là XL và 2XL, M là XL và 2XL, 40kg cho đến 65kg có đơn, đầm sale rất là nhiều luôn, nhớ là mình dồn đơn nha. Rồi đừng vội gửi một cái em nhé. Ok chị luôn, cứ việc dồn đơn. Dồn đơn mình có rất là nhiều cái lợi luôn. Mình được miễn phí giao hàng toàn quốc, mình được tặng kèm thêm quà tặng thắt lưng trị giá 140 nè. Rồi đầm này thiết kế là cổ tim tay ngắn ba nhẹ phần eo dáng confirm xè nè. Em may cho các chị mình là hai lớp phối kèm thêm cho mình hai túi khóa kéo đằng đằng sau lưng luôn. Nền vải của nó sẽ là màu đen kết hợp với lại họa tiết trái thơm nè. Rồi lá dừa cho mình nữa, đẹp chưa các chị ơi. Rẻ lắm luôn, 179.000 đồng khi đặt hàng trong livestream và có chia sẻ livestream nha em ha. Nãy giờ thấy các chị mình đã chia sẻ lớp trên livestream rất là nhiều rồi. Chị khác nào mà mình chia sẻ livestream rồi thì mình có thể sắp đầm từ bây giờ cho tới cuối cái bài livestream này luôn. Đang mặc trên người mã sản phẩm là 1159 ha, em chốt cho mình luôn 179.000 đồng. 179.000 đồng, chị khách nào chưa có đầm này đặt hàng sớm giùm em nha. Làm mã số sản phẩm và kèm với số điện thoại tư vấn chờ hàng chạy xa luôn. Rồi 1159 kèm số điện thoại nghe cho em 179.000 đồng các chị yêu ơi. 179.000 đồng mã sản phẩm là đang 1159. Chị khách nào chưa có cái bộ đầm này đặt hàng sớm sớm giùm em. 1159 kèm số điện thoại 179.000 đồng thôi, rất là rẻ luôn ha. Nhanh tay đặt hàng càng sớm càng tốt, bên em tư vấn chờ hàng chạy sai. Cái bộ đầm này phải nói, cái bộ đầm này mặc đi du lịch đúng bài luôn. Em về cho mình đúng người nhưng mà hơi bị sai thời điểm chút xíu các chị. Đó, đúng mùa nhưng mà sai thời điểm các chị ơi. Đây cái này là mùa hè, mình diện những cái bộ đầm này đi, mình mặc đi du lịch nè, đi chơi nè các chị, phải nói đúng bài luôn. Nhưng mà khác cái là nó trúng ngày được dịch. Thì bây giờ các chị mình mua để dành này các chị ơi. Năm tới mình đi, hè năm tới mình đi du lịch các chị, đẹp lắm. Có 179.000 đồng thôi, bên trong có lót nè, giặt tay giặt máy là thoải mái luôn. Bên em là phải nói cái vải von nha, không phải là dạng như là giặt một lần hai lần xong rồi đem bỏ không mặc được nữa, không có các chị ơi, rất là bền cho mình luôn ha. Vải này vải von hàng, em may kỹ lưỡng hai lớp phối kèm hai túi khóa kéo nằm đằng sau lưng. Em cao 1m65, đầm này nó sẽ xòe dài qua gối, em là 15 phân ha. Hai lớp hai túi kèm thêm khóa kéo luôn. Rồi 179.000 đồng. 1159 179.000 đồng ha. Các chị mình ưng ý đầm này của em thì mình để lại comment ngay cho em 1159 kèm số điện thoại, em sẽ tư vấn chờ hàng chờ size. 1159 kèm với số điện thoại, em sẽ tư vấn chờ hàng chờ size cho các chị mình luôn ha. Ông đầm nào thì mình đặt hàng sớm sớm giùm em, mã số sản phẩm và kèm với số điện thoại tư vấn chờ hàng cho mình luôn. Tiếp tục theo sẽ lên thêm cho mình một cái em đầm khác nữa nha các chị ơi. Đó, giá tiền thì rất là rẻ rồi, quan trọng là các chị mình đặt hàng sớm. Chị khách nào đặt sớm thì mình sẽ có đơn hàng nha. Đó, giá rất là rẻ luôn. Tiếp tục lên cái mẫu này đi chị ơi. Cái mẫu đầm này thì màu xinh ha. Mẫu đầm này thì được các cái màu rất là xinh xắn cho mình luôn. Để mặc lên cho mình xem. Em chào chị Nhúng Bùi nha. Rồi chị khách nào đây coi like của em lâu lâu mình chấm bài tương tác cho em là được. Ưng ý đầm nào đặt hàng sớm giùm em một đầm đó để em tư vấn nha. Đầm xanh rêu ở phía sau đó em. Đầm xanh rêu phía sau là đầm mới chị ơi, giá tiền là 349.000 đồng. Để em mặc chị coi ha. Đó. Nhưng mà em có nhắc trước nha các chị. Cái đầm này á là 349.000 đồng. Em sẽ mặc lên cho mình xem. Chị khách nào mà mình mua có nhu cầu thì mình cứ mua, còn chị khách nào mà mình không mua thì ok mình cứ coi livestream của em nha. Tại vì có một số chị thấy em lên đầm này 300 mấy, cái xong cái mình đi ra mất tiêu, mình nói là ui đầm shop này sao mà mắc quá. Đó, đâu phải cái nào cũng 300 mấy. Đây 100 mấy, 200 mấy đây, 230 đây. Ủa, à đúng rồi 230 đây. 150, 160 rồi, nhiều lắm. Đó. Nhiều chị thấy em mặc cái đầm này 300 mấy lên, trời shop này mặc đầm mắc quá, thôi mình đi ra kiểu vậy. Mặc lên, muốn mua thì mua, không muốn mua thì ngắm. Còn mẫu khác nữa nha các chị, nhiều chị vậy á. Rồi, cố gắng mặc sớm giùm em nha.
đi ra rồi bỏ em một mình em buồn là làm sao? Em đang mặc cái người là 1160 ha, mẫu em đang mặc cái người 1160. Đầm này em đang có cho mình đủ size, em chốt cho mình luôn 229.000 đồng. Đầm này trước đó em bán ở trong livestream đã là 300 rồi, bây giờ chị cách nào đặt hàng thì em chốt luôn cho mình là 229.000 đồng. 229.000 đồng ha. Chất liệu vải này là vải con hàng, em may hai lớp kèm hai cướp khóa kéo nằm đằng sau luôn. Mã sản phẩm là 1160. Cái đầm này thì giá rất là rẻ luôn đó chị ơi, bây giờ em xem là em thấy rẻ đó. Trước đó thì 300.000 đồng, trước đó là 300.000 đồng rồi, bây giờ thì em sale giá 229.000 đồng, em thấy nó khá là rẻ đó các chị. Chị khách nào có nhu cầu thì mình đặt hàng nha. 1160 nè, em cao 1m65, nó dài qua gối em là 15 phân, nền vải của nó sẽ là màu đen. Và những cái hoa cái chị mình thông cảm cho em ngay cái chỗ mà cái chi tiết nhỏ này nha, là cái hoa nó sẽ không nằm đúng chỗ như thế này. Cái hoa em đang mặc trên người cái chùm nhí nó nằm đây, còn đây nó nằm ngay đây nè các chị, nó nằm phía dưới này một chút đó. Các chị mình thông cảm ngay chỗ mà cái chi tiết nhỏ nhặt này dùng em nha. Rồi em đang mặc trên người là 1160, chị khách nào chưa có đầm này đặt hàng sớm sớm cho em. 1160 kèm số gọi 229.000 đồng. Đầm bên em dao động từ 99.000, em đã lên cho mình hai mẫu rồi đúng không? Nhưng mà hai mẫu hồi nãy 9 cái và lúc đầu like một cái nữa là 10 cái rồi, và xíu nữa thì sẽ có lên thêm cho mình nữa. Đó, thì dao động giá từ 99k, 150, 160, 170, 189 vậy đó, 200, 201, 202, 203 tùy theo cho tới 350. Thì cái giá tiền nó sẽ dao động, chứ không phải là trong một cái livestream em mặc toàn là mẫu rẻ, hoặc là trong một cái livestream sẽ mặc toàn cái mẫu mắc tiền, không có nha các chị. Em sẽ mặc xen kẽ cho mình xem. Mình có nhu cầu mình mua mẫu nào thì mình cứ đặt hàng mẫu đó nha. Đó, ưng ý đồng nào thì cứ việc đặt hàng, còn không ưng thì thôi cứ coi livestream coi tiếp coi tiếp. Đó, đặt hàng dồn đơn hàng cho em 599.000 đồng trở lên, còn được miễn ship, còn được tặng thêm quà tặng thắt lưng trị giá 140 nha. Rồi ok nha các chị. Tiếp tục thay cho mình cái mẫu là màu xanh rêu. Mẫu rêu thì chắc mà các chị mình ngắm trước. Thật sự mà nói cái mẫu đầm rêu á, em về cho mình ít lắm các chị ơi. Đồ có mấy cục hàng à, cho nên nó mang nhanh đó các chị. Đợt này em về cho mình nhiều mẫu lắm luôn nha. Đợt này á các chị, em về cho mình lấy em cái đen lúc nãy đi chị, 55kg chị Mỹ Nhân. Ủa là cái nào chị ơi? Này đúng không chị? Cái này là 1159 chị nha. Cái này là 1159 chị Mỹ Nhân nha. Đầm này mặc đi du lịch đẹp chị. Ờ, rất là còn rất là trẻ, khá là trẻ. Đây, chị Mỹ Nhân mua về nhà. Cái mình cắt ngang đây, mình làm áo dây xong mình đi du lịch đẹp. Đó, hoặc là mình làm cái tay sắt lách, hoặc là mặc thêm cái áo này kiểu dạng vậy nè. Đó, cái áo kiểu dạng như nè, màu trắng á, mặc bên ngoài phụ đi du lịch đẹp cực kỳ luôn, chụp hình lên tông đẹp lắm. Đây, cái này là 1159, 179.000 ha. Rồi, 179.000 thôi. Tiếp tục em đang mặc trên người này các chị ơi, mã thì chưa kịp nhớ, đợi em chút xíu nha. Đó, ngắm kỹ cho em, cái đầm này thì 349. Mà mình đừng bộ đi nha các chị. Có cái này 349 à. Mình đi mình bỏ em là em sẽ buồn lắm á. Em đang mặc trên người là 1226 nha. Em đang mặc trên người là 1226 nha các chị. Rồi, đầm này em đang có cho mình là 4 size M, là XL và 2XL. Nó sẽ có hai cái tà bay như thế này nè các chị ơi. Em sẽ mua về cho cho cô em với mẹ mặc. Đẹp lắm. Ba màu lận nha. Màu màu xanh ngọc bích. Màu xanh này là hơi da trời một chút nha các chị. Xanh ngọc nó sẽ chia làm hai loại. Một loại là hơi xanh lá một chút. Một loại là hơi xanh da trời một chút như thế này. Đó. Và màu tím than. Màu tím than nữa. Đó, ba màu như này. Cái màu này thì khỏi phải nói rồi, mặc lên thấy sang quá trời sang rồi. 1226 nha các chị ơi. Cái dây này có thể thắt hoặc không thắt cũng được. Thấy không thắt nó sẽ đẹp hơn, đỡ rùm rè, đỡ dây nhựa. Chị khách nào mà mình thích thắt thì ok, thắt thoải mái, thắt trước, thắt sau, thắt trái, thắt phải gì đó. Đó, thắt vậy đó. Rồi, không thích thắt thì thôi, tháo ra. Em mang cho mình là 3 lớp lận nha các chị ơi. Cái mặt bên ngoài này tính một lớp nhưng mà nó rất là mỏng, cho nên là có cũng như không, chỉ là làm đẹp cho mình thôi. Đó, đây là 1226, 349.000. Đây là hàng mới về, được có mấy cục rồi các chị ơi. Chị khách nào đặt hàng thì mình có nhu cầu, mình muốn đặt thì mình đặt, còn không đặt thì thôi thì thôi. Chút nữa em mặc mẫu khác lên để rẻ cho mình săn sale tiếp. Đó, có nhu cầu đặt mẫu này thì đặt ha, không đặt thì thôi nha các chị. Có mấy cục hàng. Rồi, đang mặc trên người mã sản phẩm 1226 nha. Chị nào chưa có đầm này đặt sớm giùm em. Đây là bên trong này các chị ơi. Bên trong chất von và bên trong này sẽ có phối hoa nha. Còn bên ngoài là màu trơn. Bên ngoài là màu trơn cho mình ha.
không cái biết cái bên trong này là gì nữa. Để em chút xíu nha các chị ơi, nhanh tay đặt hàng sớm giùm em. À rồi, cái phía sau này này các chị ơi, nó sẽ là một lớp vải von này với lại một lớp thun cô tông thôi. Tính ra nó cũng chỉ có hai lớp thôi. Cái cánh này bên ngoài là cánh rời. Đây, phía trước này nó sẽ có một nửa là màu, bên trong là lớp thun cô tông. Còn phía trước này một nửa là hoa, một nửa là bên trong là thun cô tông. Còn phía sau này một nửa là màu trơn nè, một nửa là thun cô tông bên trong. Tính ra nó chỉ có hai lớp thôi. Còn hai cái cánh này là hai cái cánh riêng nè. Đó, rất là đẹp cho mình luôn ha. Em sẽ may cho mình dính một nửa này phía trên, còn một nửa ở dưới nó bay bay bay. Đẹp chưa các chị ơi, đẹp cực kỳ ha. Rồi, cái này là 350 nha các chị, 40 cho đến là 65kg có đơn, eo tối đa eo 85, 86, 87, 88 gì mà cũng được. Đang mặc trên người là 1226 nha, 1226. Rồi, ngắm thơm chưa các chị ơi, thay mẫu nha. Rất là đẹp đúng không? Sang chảnh cực kỳ. Đầm này có mấy cái, thiệt sự ngày hôm nay mà về hàng có mấy cái em cũng bất ngờ. Em cũng hỏi bên kho em, trời sao có mấy cái vậy. Đợt này em về cho mình á, gần 40 mẫu đầm nha các chị. Gần 40 mẫu đầm. Thì sao ta, đợt này em về trước cho mình là 1, 2, 3, 3 mẫu này. Tại vì cái số nó ít các chị ơi, em may cho mình được số ít à, em về trước. Đó, chị khách nào có nhu cầu thì mình mua. Tiếp tục em sẽ thay thêm cho mình mẫu nữa. Ân ý thằng nào đặt hàng sớm giùm em. Phải nói nó về quá sớm luôn các chị ơi, tại vì nó ít á. Tiếp tục thì em sẽ thay thêm cho mình một cái á, em đầm khác nữa đây. Đây, em đầm này. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA 1162. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1162. Đầm này em đang có cho mình là 4 size. Đầm này em sẽ chốt cho mình luôn với giá tiền là 199.000 đồng, tầm khoảng từ 40kg cho đến 65kg là có đơn ha. Cứ 40 cho đến 65kg là mình sẽ có đơn hàng. Đây, giống như trang cái mannequin đang mặc ha các chị. Đây trang luôn nè. Đó, may cho mình hai lớp kèm hai túi hai bên. Mannequin mặc nhìn hơi ngắn, tại vì mannequin cao hơn em nhiều các chị. Đây em cao 1m65, đầm này sẽ dài qua gối, em làm 15 phân. Cổ tròn nè, tay ngắn ngắn nè, bo nhẹ phần eo, dáng đầm phơm xòe. Nền vải sẽ là màu xanh đen kết hợp với làn họa tiết hoa. Hoa màu tím nhạt, hoa màu tím đậm và xung quanh có những cái cánh hoa màu tím sữa trải đều trên nền vải cho mình luôn. Đó, đầy đủ sắc tím ở trên một cái mẫu đầm này luôn ha. Chốt liền cho livestream là 199.000 đồng, mã sản phẩm là 1162. Rồi chị khách nào chưa có đầm này đặt hàng sớm sớm giùm em 1162 kèm số điện thoại ngay cho em nha. 1162 kèm với số điện thoại ngay cho em 4 size, size M, size LXL và 2XL, 40kg cho đến 65kg là có đơn hàng. Chị khách nào từ 40 cho đến 65kg đặt hàng sớm sớm giùm em nha. Là mã sản phẩm kèm với số điện thoại 199.000 thôi. Đầm này thì rẻ, chỉ có 199.000. Mã sản phẩm là đem 1162 nha. Rồi 1162. Chị khách nào chưa có cái mẫu đầm này thì mình để lại comment ngay cho em luôn là 1162 kèm số điện thoại. 199.000 đồng từ 40kg cho đến 65kg có đơn hàng nha. Rồi chuẩn bị em thay mẫu khác nha các chị ơi. Còn chị nào chưa có mẫu này nữa không? Còn chị nào chưa có mẫu đầm này nữa không các chị ơi? Đặt hàng sớm sớm giùm em để em tư vấn em chờ hàng nè. 1162 kèm số điện thoại ngay cho em 199.000 đồng, 4 size cho mình dễ dàng mình chọn lựa luôn. Size M, size XL và 2XL từ 40kg cho đến 65kg là có đơn ha. Rất là đẹp cho mình luôn các chị ơi. Mẫu đầm hồi nãy nếu như mà chị nào thích ít hoa á, mình chọn cái này nè. Cái này ít hoa này các chị, có mấy cái hoa leo ngoe ở trên nền vải à. Còn cái mẫu màu tím than với cái mẫu màu xanh rêu rêu hồi nãy á, màu xanh xanh đậm á, xanh vẹt á các chị, thì hoa nó sẽ hơi nhiều hơn chút. Đó, thích ít hoa thì đặt cái màu xanh ngọc. Em đang mặc cái người màu 162 nha. Chốt liền trên livestream là 199k. Rồi bây giờ thì em sẽ thay tiếp cho mình một cái em đầm khác nữa ha. Chờ em xíu nha các chị. Lên cho mình cái đầm bông bự bự chút xíu đi. Nãy giờ lên bông nhỏ 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 với nhỏ vừa thôi. Bây giờ thì em sẽ lên cho mình cái hoa to to ha. Cái này có phải là to quá không rồi các chị? Cái này em lên hơi bị to quá rồi đúng không? Em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1193. Đầm này em sẽ còn cho mình là 3 size, size M, size XL và size 2XL. Rồi đầm này em sẽ sale liền trên like cho mình luôn là 219.000 đồng ha. 219.000 đồng, cổ tròn, tay ngắn, bo nhẹ phần eo, dáng đầm phơm xòe luôn. Em mang cho các chị mình là hai lớp, phối kèm hai túi, khóa kéo nằm đằng sau lưng. Mã sản phẩm là DA 1193 nha. Mã sản phẩm 1193. Đó, chị khách nào chưa có cái mẫu đầm này đặt hàng sớm sớm giùm em.
1193 kèm với số điện thoại, nghe cho em 4 size cho mình dễ dàng mình chọn lựa luôn. Size M, size L, XL và 2XL, tầm khoảng từ 40kg cho đến 65kg là có đơn. Chị khách nào bây giờ từ 40 cho đến 65kg đặt hàng sớm sớm giùm em nha. Cổ tròn cho mình nè, tay ngắn ngắn nè, bao nhẹ phần eo, dáng hồng phong xòe cho mình luôn. Em may cho mình hai lớp, đồng von thì dĩ nhiên may hai lớp và các chị mình yên tâm về cái mẫu von bên em. Là mình có thể giặt tay giặt máy thoải mái, giặt tay giặt máy là thoải mái luôn, mặc rất là bền luôn. Những cái mẫu đầm cổ tròn tay ngắn ngắn này nè đó, thì mình coi hoài mình sẽ quen mắt và tùy chị nha, có một cái sở thích khác nhau. Ví dụ như cái kiểu thì nó cũng đang ná như vậy, nhưng mà cái hoa là sẽ hoàn toàn khác nhau. Quan trọng tùy cách mình mix đồ đó các chị. Ví dụ như là thắt eo, trong cài áo hoặc là túi xách đó các chị, nhuộm mẫu đầm đơn giản. Và càng đơn giản thì nó sẽ càng dễ mặc ha. Em về cho mình ba mẫu cầu kỳ này nè các chị. Đó, ba mẫu cầu kỳ và còn nữa chứ không phải là bao nhiêu đó. Tại vì em mang số lượng ít cho em sẽ về trước cho mình. Và còn nữa nha, còn ba mươi mấy mẫu nữa. Các chị mình cứ coi livestream từ từ. Đợt này thì em đang xem một số mẫu đầm rất là rẻ, hàng tồn của đợt này. Nhưng mà các chị mình có ưng thì mình nhanh tay mình đặt hàng sớm nha. Còn nếu như không ưng, mình đã cấp rồi, có nhiều rồi thì mình coi livestream ủng hộ em. Đó, đợi thí dụ như mà em cũng đang đợi thông tin, cứ sếp em mà báo em lên đầm mới đi là em lên liền cho mình liền. Chờ em cũng háo hức lắm các chị, mặc đầm mới lên nữa. Rồi, trong đợt này thì đang sale nha. Đầm này 219.000 đồng, 219.000 đồng này có giờ đẹp chưa? Đó, hoa to ha, hoa rất là to luôn. Mã sản phẩm là 1193. Còn nếu như thích cái form này nhưng mà cái bông này to quá đối với mình thì ok, em sẽ mặc cái mẫu đầm bông nhỏ nhỏ lại chút xíu. Em đang mặc cái người là 1193 219k ha. Thích đầm này đặt hàng sớm sớm giùm em. 1193 kèm số điện thoại sẽ tư vấn về hàng dự size có 219.000 đồng thôi. Đó, còn 3 size M, XL và 2XL cho mình ha. Rồi, nếu như mà mình thích form đầm đó nhưng mà mình lại thấy cái bông nó quá to thì ok, em sẽ có cho mình cái bông này nó nhỏ nhỏ lại một chút xíu này các chị ơi. Mã sản phẩm là 1195 đó, rất là đẹp. Rồi, mẫu em đang mặc trên người 1195, đầm này cổ tròn, tay ngắn, bo nhẹ phần eo, dáng đầm phông xòe ha. Em may cho các chị mình là hai lớp phối kèm thêm hai túi hai bên khóa kéo ra mặt sau lưng. Và em sẽ chốt sale cho mình luôn, đồng giá là 219.000 đồng. Thực sự cái mẫu đầm này á, bữa trước em bán 300.000 các chị. À, em còn 3 size, em xin lỗi nha, em còn 3 size. Em còn cho mình là size M là 8 cái, size L hết hàng, XL 12, 2XL 10 cái. Đó. Mẫu em đang mặc trên người là 1195 nha. Chốt liền cho livestream là 219.000 đồng. Em cao 1m65, đầm này dài qua gối em là 15 phân. Mã sản phẩm là 1195. Chị khách nào chưa có cái mẫu đầm này của em đặt hàng sớm sớm giùm em để em tư vấn em chờ hàng chờ size cho mình luôn. 1195 kèm số điện thoại tư vấn cho mình luôn ha. Đầm này thiết kế là cổ tròn nè, đó, tay ngắn, bo nhẹ phần eo, dáng đầm phông xòe luôn. Em may cho các chị mình là hai lớp phối kèm hai túi khóa kéo đằng đằng sau lưng cho mình luôn nha. Đầm này trước đó em bán ở trong livestream đã là 300.000 đồng, và nếu như các chị mình theo dõi em từ trước tới giờ mình đã thấy rồi đúng không? Và ngày hôm nay em chỉ còn cho mình số lượng cực kỳ ít luôn các chị ơi. Và em sẽ xả rẻ cho mình luôn, còn 219.000 đồng trong livestream ngày hôm nay nha. Nhanh tay đặt hàng sớm giùm em nha, mã kèm giá kèm với số điện thoại. Hoa nhí ha chị, hoa nhí ở đầu lan có mặn cái nè. Còn có một cái à chị ơi, còn có một cái cuối nè, 1196 nè chị. Rồi, 1196 nè chị ơi, đây còn có một cái là 179.000 nè. Đây là 1196 chị nha, em đã mặc qua rồi nè. Đầm này thiết kế là cổ tròn nè, đó, tay ngắn nè, bo nhẹ phần eo, dáng đầm phông xòe để nè. Đó, còn có một cái chị ơi, hoa nhí á, maxi, đợt này em về cho mình hai mẫu hết trơn hàng. Đó, có ưng hoa nhí đâu, rồi xong rồi đi chị. Rồi sau về cho mình mấy mẫu hoa nhí rồi cũng cưng lắm. Nền vải của nó là màu màu hồng nhạt với lại màu màu cam sữa cũng đẹp đó. Em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1195 ha, 219.000 ha. 219.000 đồng, 40kg cho đến 65kg có đơn. 3 size cuối, size M còn 8 cái, size L hết hàng, XL 12 cái và 2XL còn 10 cái cuối nha. 219.000 đồng thôi. Rồi tiếp tục thêm sẽ thay thêm cho mình một cái mã đầm khác nữa ha. Chị khách nào chưa có cái mẫu đầm này của em thì mình nhanh tay đặt hàng sớm sớm giùm em đi các chị ơi. 1195 kèm số điện thoại, giá nó rất là rẻ rồi. Các chị mình nhanh tay mình đặt hàng càng sớm càng tốt. Anh em tư vấn em chờ hàng chờ size cho mình ha. Rồi bây giờ thêm sẽ hoa nhí hả? Hoa nhí còn có mẫu đó rồi chị ơi. Buồn ha. Chị mặc sao vậy chị? Mặc size M thì mấy mẫu hoa nhí khác thì có thể là kiếm có.
Còn cái mẫu đó là em thua bó tay hết rồi. Đằng sau có hoa nhí đó chị ơi. Rồi, có lên mẫu 1204 không em? Chị Nguyệt Phạm, chị thích em, chị thích coi 1204 hả chị? Chị thích coi thì em mặc cho chị coi. Chứ lên thì không có định lên. Rồi bây giờ thì em sẽ thay thêm cho mình một cái em đầm khác nữa ha. Ông đầm nào đặt hàng sớm sớm giùm em một đầm đó để em tư vấn em chờ hàng chờ size cho các chị mình luôn. Đây, em sẽ lên cho mình cái mẫu đầm này đi các chị ơi. Đầm này còn có mấy cái à, thôi lên máy cho mình luôn đi ha. Em đang mặc cái người mã sản phẩm là DA1166. Chắc nghe tên là mình biết cái đầm nào rồi đúng không? Em đang mặc cái người 1166. Rồi à... 1204 chị Nguyệt Phạm nè. Chị thích thì em mặc lên cho chị coi. Chứ cuối la đi, sau mẫu này đi, em mặc lên cho chị coi. Em đang mặc cái người là 1166 nha, 1166 đó. Đầm này còn có 13 cái thôi, 6 cái size M với lại 7 cái size L, 159.000 ha. Đầm này chất lại là vải lụa Nhật, mặc vải của nó mịn nè, có co giãn nhẹ nhẹ luôn nè. Em may 2 lớp kèm 2 túi. Mặc vải rất là mịn luôn nha các chị. Nhiều cái em gửi về nhà cho mình á, nó nằm ở trong bọc. Nó sẽ nằm ở trong bọc như như này. Đó. Nó sẽ nằm ở trong bọc như này nha các chị. Như này thì xếp ở trong bọc mà em xếp chồng cao lên thì dĩ nhiên cái hàng nhăn của nó sẽ có. Cho nên là các chị mình chỉ cần ủi phẳng ra, giặt ủi phẳng. Đó, thì mình sẽ mặc lên y chang như em luôn, không có sợ nhăn nhầu, không có sợ ngồi xuống ghế lâu rồi nó bị tằn cái đít không có. Bị nhăn cái phần mông không có nha các chị, rất đẹp. Đầm em đang mặc trên người 1166 nha. Đầm này em đang có cho mình hai size, size M còn 6 cái, size XL còn 7 cái. Rồi đầm này em chốt cho mình luôn với giá tiền là 159.000 đồng ha. Rồi bây giờ thì em sẽ thay tiếp cho mình một khác. Chị khách nào chưa có mẫu đầm này nhanh tay đặt hàng sớm giùm em, mã kèm giá kèm với số điện thoại sẽ tư vấn chờ hàng chờ size cho mình luôn. Ưng đầm nào đặt hàng sớm sớm giùm em để em tư vấn em chút theo giá giảm cho mình luôn ha. Rồi đây em sẽ thay thêm cho mình một cái em đầm khác nữa. À, cái em đầm này còn size gì đây? Ok. Rồi. Đây các chị ơi, thì như đã hứa với các chị là em sẽ lên cho mình một mẫu 99k trước khi em tắt like. Đó, thường thường buổi tối á. Dạ đúng rồi chị Nguyệt Phạm. Đúng rồi chị. Giá 349k. Rồi em đang mặc trên người là 1137 ha. 1137, đợi em xíu đi, sau mẫu đầm này em mặc lên cho chị coi. Cái mẫu 112 em 1104 đó. Em đang mặc trên người nè là 1137, em chốt cho mình ha, 99k. Thường cái chị mình coi livestream của em mình đã biết rồi. Nếu như mà em live buổi tối đó thì em live tầm tiếng. Đó, chị nào mà mình muốn coi livestream của em thì mình cứ vào coi. Đó, coi ủng hộ em. Con tiếng. Là hả? Em đang mặc cái người mã sản phẩm 1137 ha. Rồi 99.000 đồng từ 55 cho đến 60kg có đơn hay các chị đẹp lắm nha. Cổ vuông nè. Tay lỡ hơi le le như thế này đó, tay ngắn tay loe nè, bao nhẹ phần eo dáng đầm phom xòe đi, hoa nhí cài nút đi em, hết rồi chị luôn hà, em hết rồi, hoa nhí có cái nút phom hết rồi chị ơi. Em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1137 ha. Chị khách nào chưa có đầm này đặt hàng sớm giùm em 1137 kèm số điện thoại. Hồi bữa em nói với các chị mình tiền ship như em thành phố 10.000, ngoại thành thành phố 30.000 đồng giá. Chị Lê Hoàng cho chị xem M 1166 ok. Rồi em đang mặc cái nguồn này các chị ơi, mã sản phẩm là DA11137, chốt 99.000 đồng ha, size XL. Size XL chị khách nào đặt hàng thì mình nhanh tay lên các chị ơi, 1137 kèm số điện thoại ngay cho em. Rồi 1137 kèm với số điện thoại sẽ tư vấn em chờ hàng chờ size cho mình nha. Giá tiền thì rất là rẻ. Giá tiền rất rẻ luôn, quan trọng các chị mình đặt hàng sớm. Chị khách nào đặt hàng sớm em lên đơn 1137 kèm số điện thoại em tư vấn chờ hàng chờ size. Ship rẻ rê hả chị ơi? À, ship thành phố Hồ Chí Minh là 10.000, thành ở ngoài thành phố Hồ Chí Minh là 30.000 đồng đồng giá. Đó, rất là rẻ luôn đúng không? Quan trọng mình đặt hàng sớm sớm đi. Mình dồn đơn hàng cho em là 599.000 đồng trở lên, em miễn phí giao hàng toàn quốc. Đồng thời tặng kèm thêm cho mình quà tặng thắt lưng trị giá 140 nữa ha. Cố gắng đặt hàng ngày sớm ngày tốt, anh em tư vấn rồi em có cho mình cái mẫu đầm này nè các chị ơi. Đó. Mấy cái mẫu đầm mà 99k em sẽ để qua một bên. Em sẽ để qua một bên để ngày mai các bạn soạn đơn, các bạn sẽ xếp lại ngay ngắn cho mình. Đó. Còn những cái mẫu đầm này là em thường treo lên để em mặc á. Mấy cái mẫu 99k em mặc xưa qua một cái là xong. Rồi,
Size M hết chị, 1137 size M hết rồi. Em đang mặc trên người nè, 1204 hồi nãy chị nào muốn em coi á thì ok em mặc. Chiều ý mình luôn, mặc lên cho mình xem 349 ngàn đồng ha. Cổ tròn tay lỗ cho mình nè, trời mặc lên nhìn ốm nhách luôn. Đẹp ha, 349 ngàn đồng, đây là 1204 nha các chị ơi, 1204. Đây, rất là đẹp luôn. Cổ tròn cho mình nè, có phối cho mình nguyên một mảng hoa thêu. Hoa này hoa thêu nổi nè. Đó, hoa này hoa màu tím nè. Rồi hoa màu rồi lá là màu vàng đồng nè. Đó, rất là đẹp luôn ha. Rồi nhanh tay đặt sớm giùm em. Em chốt đơn cho mình luôn 349 ngàn đồng luôn các chị ơi. Đó, đẹp ha. Cái dáng đó, rất là đẹp luôn. Em đang mặc cái ngồi nè 1204 này các chị. Đẹp quá trời đẹp. Rất là đẹp luôn, hết lờ rồi hả em? 1137 có một cái XL hả chị? Lấy đâu ra xanh L được? 1141 hồi nãy á, là tại vì nó còn khá là nhiều á. Mà tại em báo giá cho mình 99k đó, để các chị mình săn sale cho sôi nổi. Chị này không có hết trơn á. Còn 1137 em còn có một cái à. Em đâu có lôi ra được nhiều cái các chị. Có một cái cuối thôi, size XL nha. Rồi tiếp tục em đang mặc trên người là 1204 nè. 1204 đầm này em sẽ có cho mình là 4 size ML, XL và 2XL. Tầm khoảng từ 40kg cho đến 65kg là có đơn ha. Chị khách nào chưa có mẫu đầm nào thì này thì mình để lại comment ngay cho em luôn, mã kèm giá kèm với số điện thoại ngay cho em luôn nha. Để lại comment ngay cho em luôn là mã kèm giá kèm với số điện thoại ngay cho em là được luôn. Nhanh tay đặt hàng sớm giùm em nha các chị ơi. Mã kèm giá kèm với số điện thoại cho em là được luôn. Em đang mặc trên người là 1204 nha, 349 ngàn đồng. 1204 em chưa tạo mã chị ơi. Em mới về hàng em chưa tạo mã, mình đợi một chút xíu nha. Có gì nay mai rồi mình đặt lại dùm em nha. 1204 nè, co giãn nè, chất lại vải la giang nè, có co giãn cho mình nè. Cái này là eo 90 mặc thoải mái luôn nha chị. 40 cho đến 70kg có đơn, mã sản phẩm 1204 nha. Màu này là màu tím nha các chị. Đẹp ha, sang. Đẹp sang cho mình luôn, 1204 nha. Em chốt cho mình luôn 349 ngàn đồng. Chị khách nào chưa có đầm này đặt hàng sớm sớm giùm em. Mã kèm giá kèm số điện thoại bên em tư vấn cho hàng về size. Đó, bài livestream tới đây của em thì đã kết thúc rồi nha. Em cảm ơn các chị mình rất là nhiều khi các chị mình đã theo dõi bài livestream của em là xuyên suốt cái bài livestream này 1 tiếng đồng hồ. Em cảm ơn các chị mình rất là nhiều. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại các chị mình vào những bài livestream kết thúc của anh em nha. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại các chị mình nha. Chúc các chị mình có một buổi tối thật là vui vẻ ạ.